Các nhà hòa giải bao gồm Ai Cập, Mỹ và Qatar đã kêu gọi Israel và Hamas hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin dựa trên kế hoạch do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trước đó nhằm giải quyết xung đột ở dải Gaza. Theo thông cáo báo chí chung được công bố tại Cairo và Doha, với tư cách là các bên trung gian trong các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn và thả con tin cũng như những người bị giam giữ ở Gaza, Mỹ, Ai Cập và Qatar cùng kêu gọi Hamas và Israel hoàn tất thỏa thuận dựa trên các nguyên tắc do Tổng thống Biden đưa ra vào ngày 31 tháng 5. Theo tuyên bố chung, những nguyên tắc được đưa ra trong phát biểu của Tổng thống Mỹ Biden đã tập hợp yêu cầu của tất cả các bên trong một thỏa thuận mang lại nhiều lợi ích và góp phần thúc đẩy viện trợ ngay lập tức cho người dân Gaza, cũng như mang lại hy vọng cho các con tin và gia đình họ. Thỏa thuận này cũng đưa ra lộ trình cho lệnh ngừng bắn lâu dài và chấm dứt cuộc khủng hoảng. Hôm 31 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Israel đã đưa ra lộ trình hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở dải Gaza để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin, đề xuất gồm 3 giai đoạn, bắt đầu với lệnh ngừng bắn đầy đủ và toàn diện kéo dài 6 tuần. Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu triển khai chương trình giảm thuế thu nhập cá nhân nhằm giảm bớt gánh nặng lạm phát cho các hộ gia đình. Tổng mức giảm thuế theo chương trình mới được xác định là 40.000 yên tương đương với khoảng 255 đô la Mỹ. Cụ thể, người lao động Nhật Bản sẽ được giảm thuế thu nhập cá nhân là 30.000 yên và thuế cư trú là 10.000 yên cho mỗi cá nhân, áp dụng từ ngày 1 tháng 6. Tuy nhiên, chương trình giảm thuế tạm thời này sẽ không áp dụng cho người có thu nhập trên 20 triệu yên một năm. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ cấp tiền mặt cho những đối tượng thu nhập thấp, gồm cả những người được miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế cư trú. Mức hỗ trợ cho mỗi gia đình là 70.000 yên. Ước tính chương trình giảm thuế mới nhất sẽ khiến chính phủ Nhật Bản tiêu tốn khoảng 3.280 tỷ yên, trong khi khoảng 95 triệu người dân được hưởng lợi từ chính sách này trong giai đoạn tiền lương chưa theo kịp lạm phát. Thưa quý vị, ở hầu hết các quốc gia thì xe buýt đưa đón học sinh là phương tiện rất được ưa chuộng bởi tiết kiệm, linh hoạt và tương đối an toàn và ngày càng trở nên phổ biến hơn. Các quốc gia như là Mỹ, Canada và New Zealand có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh đến trường. Tại Mỹ, xe buýt trường học đưa đón trẻ em đã có khoảng 100 năm trước. Mỗi ngày thì có tới 25 triệu trẻ em di chuyển bằng xe đưa đón với gần 480.000 xe buýt trường học đang hoạt động. Và Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ ước tính xe đưa đón an toàn hơn ô tô cá nhân gấp 87 lần. Thế nhưng vẫn có một số sự việc trẻ bị bỏ quên trên xe, thậm chí là bị nhốt trong xe nhiều giờ vào những ngày oi bức hoặc là giá lạnh cực độ. Cậu học sinh mẫu giáo ở bang Delaware này đã lên xe buýt trường học tới trường như thường lệ. Nhưng ngày hôm đó, em không vào lớp cùng các bạn do ngủ quên trên xe buýt và bị bỏ lại cùng chiếc xe. Em cứ nghĩ mình đang ở trường, nhưng không, em đã khóc vì sợ hãi. Ibn Park đã không được phát hiện trong suốt 7 tiếng đồng hồ, cho đến khi người tài xế quay lại để bắt đầu chuyến đưa đón buổi chiều. Bố mẹ của em cũng không được thông báo ngay lập tức, mãi đến khi một cuộc gọi tự động hàng ngày được gửi đến các bậc phụ huynh có con vắng mặt. Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ biết đã đưa con đến điểm đón trẻ và thằng bé đã lên xe. Trong suốt khoảng thời gian đó, Ibn Park không ăn gì vì quy định nêu rõ học sinh không được phép ăn trên xe đưa đón. Đoạn trích từ camera giám sát cho thấy tài xế sau khi kết thúc ca làm của mình đã bước ra khỏi xe mà không để ý vẫn còn một học sinh đang ngủ cách đó hai hàng ghế. Học khu cho biết họ phát hiện ra rằng hệ thống báo động trẻ trên xe đã không hoạt động vào thời điểm đó, nhưng cũng có những cáo buộc chỉ ra tài xế đã phớt lờ cảnh báo của các học sinh khác rằng có người vẫn ở trên xe. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Lẽ ra bố mẹ của cậu bé phải được thông báo sớm hơn. Rất may, tình trạng sức khỏe của Ibn Park không có gì đáng lo ngại sau sự cố nói trên, nhưng tâm lý của cậu bé có sự dè chừng. Em nghĩ sao về việc tiếp tục đi xe buýt trường học? Không. No more bus for you? Trường hợp của Ibn Park được xem là may mắn khi em được tìm thấy trong tình trạng tỉnh táo và hồi phục ngay sau đó. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với nhiều số phận như vậy. Đã có rất nhiều vụ việc trẻ em bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh để rồi dẫn đến những hậu quả đau lòng. Và những con số sau đây sẽ cho quý vị thấy được thực trạng này. Ngày 29 tháng 7 năm 2021, dư luận Nhật Bản phẫn nộ trước thảm kịch tại một trường mầm non thuộc thành phố Nakama. Cậu bé Toma Kurakake lúc đó 5 tuổi lên xe buýt đưa đón của trường vào buổi sáng và xe đến trường mẫu giáo Futaka vào khoảng 8 giờ 35 phút sáng. Tuy nhiên,
người tài xế, đồng thời cũng chính là hiệu trưởng, đã không kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả học sinh đã xuống xe và để cậu bé một mình bên trong. Khi mẹ của em đến đón vào 5 giờ chiều cùng ngày, Thomas mới được phát hiện bị bỏ quên suốt 9 tiếng. Thời gian tử vong của cậu bé ước tính là khoảng 1 giờ chiều, với cái nóng lên đến 55 độ C bên trong xe. Vụ việc tương tự xảy ra cũng tháng 7 năm 2018. Một bé gái 4 tuổi được phát hiện tử vong trong xe buýt ở Dongducheon, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc, 7 giờ sau khi bị bỏ quên một mình giữa thời tiết nắng nóng. Hay ngay tại bang California của Mỹ, cái chết thương tâm của Polly, 19 tuổi, học sinh có nhu cầu đặc biệt, người đã bị bỏ quên trên xe buýt suốt 9 tiếng đồng hồ dưới cái nóng 32 độ C. Lái xe đã không kiểm tra xe trước khi đỗ xe vào ngày 11 tháng 9 năm 2015. Theo tổ chức Child Safety Europe, trong giai đoạn 2007-2009, đã có 26 trường hợp trẻ em bị sốc nhiệt khi bị bỏ quên trong ô tô ở Pháp và Bỉ, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Tại Canada, một nghiên cứu do Bệnh viện SickKids thực hiện đã kết luận rằng trung bình mỗi năm trên cả nước có một trẻ em thiệt mạng do bị bỏ quên trên ô tô. Theo số liệu của Kids and Cars, một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu chuyên sâu về an toàn giao thông cho trẻ em, từ năm 1990 đến năm 2018, có 889 trẻ em dưới 14 tuổi ở Mỹ tử vong vì sốc nhiệt sau khi bị người lớn bỏ quên trong ô tô. Những thống kê này khiến Mỹ là quốc gia có số trẻ em tử vong vì bị bỏ quên trong ô tô nhiều nhất thế giới. Và năm 2018 được coi là đỉnh điểm khi có tới 52 trẻ thiệt mạng vì nguyên nhân này, chủ yếu xảy ra vào mùa hè tại các bang có khí hậu nóng như Texas, Florida, Arizona. Những vụ việc thương tâm đã đặt ra cho giới chức trách, nhà nghiên cứu và đặc biệt là các bậc phụ huynh một câu hỏi: tại sao người lớn lại có thể để quên con trẻ trong một chiếc ô tô? Trong hầu hết trường hợp, đứa trẻ đã ngủ nên không có âm thanh nào khiến cho người lớn chú ý tới. Nếu trẻ ngồi ghế sau thì tầm quan sát cũng khá hạn chế. Ngoài những yếu tố khách quan kể trên thì yếu tố chủ quan được coi là nguyên nhân chính. Lúc này thì một câu hỏi tiếp tục được đặt ra: vậy cách nào có thể giúp ngăn chặn tình trạng bỏ quên trẻ trên ô tô? Rất nhiều giải pháp đã được đưa ra từ phía các nhà làm luật, từ các chuyên gia, từ gia đình và nhà trường. Và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách làm từ các quốc gia. Năm học mới ở Haverhill của Mỹ năm nay có đôi chút khác biệt khi chính quyền cho triển khai một giải pháp mới nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh sử dụng xe buýt đưa đón. Thẻ Z-Pass sẽ cho phép nhận dạng ID cá nhân của học sinh khi các em lên hoặc xuống xe. Dữ liệu sau đó được quét cảm biến sẽ chuyển vào một ứng dụng trên thiết bị di động thông minh, cho phép phụ huynh, giáo viên và cả tài xế tra cứu chính xác địa điểm của con em họ. Đây là ngày đầu tiên con tôi đi học mẫu giáo. Tôi thấy an tâm hơn nhiều khi biết được con bé vẫn đang trên xe buýt, xuống đúng điểm dừng và không bị bỏ lại ở đâu đó. Chúng tôi có thể xác định được vị trí nếu một học sinh được thông báo không đến lớp vì bất cứ lý do gì. Đương nhiên phải có sự phối hợp với phụ huynh. Phí duy trì mỗi chiếc thẻ như thế này là $5 một tháng. Trước mắt, thẻ Z-Pass sẽ được áp dụng cho học sinh bậc tiểu học và dần tiến tới bậc học cao hơn. Một trong những giải pháp được nhiều quốc gia áp dụng đó là hệ thống cảnh báo an toàn trẻ em. Đây là còi báo động đặt phía cuối xe, kết nối với động cơ. Sau khi tắt động cơ, lái xe phải đi xuống cuối xe để tắt thiết bị. Nếu lái xe quên kiểm tra xe, còi sẽ vang lên nhằm cảnh báo mọi người. Tại Thái Lan, Cơ quan Xúc tiến Kinh tế Kỹ thuật số BEPA đã giới thiệu hệ thống mới mang tên Smart Schoolbot, được trang bị GPS để theo dõi vị trí của xe, thiết bị theo dõi học sinh và hệ thống trí tuệ nhân tạo AI để xử lý và báo cáo thông tin như tốc độ xe, điều kiện và trạng thái của trẻ trên xe. Hệ thống Smart Schoolbot được trang bị cảm biến hoạt động song song với các thiết bị theo dõi để phát hiện bất kỳ trẻ em nào bị bỏ quên trong xe. Giáo viên có thể gọi trực tiếp đến phương tiện đó để nói chuyện với những đứa trẻ bị mắc kẹt. Còn tại Hàn Quốc, việc trang bị hệ thống kiểm tra trẻ ngủ quên trên xe giờ đã trở thành quy định bắt buộc. Bên cạnh hệ thống cảnh báo bằng âm thanh, xe buýt trường học sẽ được dán 3 thẻ thiết bị đầu cuối, gồm một thẻ ở hàng ghế sau cùng của xe, một thẻ ở đầu và một thẻ ở đuôi xe. Tài xế sẽ phải hoàn tất quá trình xác minh an toàn bằng cách quét cả 3 thẻ này.
Dữ liệu sau đó được theo dõi bởi cả phụ huynh và giám thị nhà trường. Những tài xế không chấp hành quy định sẽ phải đối mặt với mức phạt là 115 đô la Mỹ. Xe buýt đưa đón là phương tiện di chuyển thuận tiện nhất dành cho học sinh ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Nhưng thật không may, trước đó, nước này cũng đã ghi nhận một số trường hợp trẻ em bị ngạt thở dẫn đến tử vong sau khi ngủ quên trên xe đưa đón, phần lớn do sự tắc trách của nhân viên đưa đón và lái xe. Vì vậy, có rất nhiều quy định đã được đưa ra để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cơ quan giao thông và đường bộ của UAE đã ban hành các quy định kiểm soát nghiêm ngặt đối với các trường học, phụ huynh và nhà điều hành xe đưa đón học sinh. Theo đó, phim dán cửa sổ xe đưa đón không được vượt quá 30% và không được lắp rèm. Tất cả các nhân viên giám sát xe buýt có trách nhiệm quét mã của học sinh khi lên xe và xuống xe. Họ sẽ phải kiểm tra ít nhất 2 lần trước khi đóng cửa xe để đảm bảo không còn học sinh hay vật thể lạ bị bỏ quên bên trong. Kết thúc mỗi chuyến xe, tài xế sẽ phải treo tấm biển đặc biệt có dòng chữ "Không còn học sinh nào trên xe buýt" lên kính. Suy cho cùng thì công nghệ cũng chỉ là một công cụ để hỗ trợ người lớn cảnh giác hơn, cốt lõi vấn đề vẫn là ý thức trách nhiệm. Nếu mỗi người ý thức hơn, trách nhiệm hơn một chút với con trẻ thì những sự việc đau lòng sẽ không xảy ra. Đương nhiên, mỗi quốc gia tùy điều kiện sẽ áp dụng công nghệ, cách thức hay là luật pháp khác nhau để siết chặt quản lý việc đưa đón trẻ. Nhưng trước khi có những giải pháp hỗ trợ phù hợp và thiết thực thì cách làm không tốn kém nhất mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện luôn và ngay đó là nâng cao ý thức trách nhiệm của chính bản thân mình, cùng với đó là hướng dẫn cho trẻ những kỹ năng cần thiết để thoát hiểm, tăng khả năng sống sót khi bị bỏ lại trên xe ô tô một mình. Đến đây thời lượng của bản tin An ninh Thế giới cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi.